Những bài học trưởng thành sau đây được đúc rút khi chúng ta đã trải qua những va vấp của cuộc đời. Đây được xem như là những chia sẻ của người đi trước để lại và là hành trang cho thế hệ trẻ có thể mạnh mẽ vững bước vào tương lai. Người trưởng thành nhận ra những bài học xương máu này. Không tin tưởng tuyệt đối vào một ai khác ngoài cha mẹ. Điều đó không có nghĩa là bạn không có niềm tin vào cuộc sống. Thực tế, không nên tin ai đó 100%. Hãy thử nghĩ đến điều rủi ro nhất có thể xảy ra. Là người bạn từng tin tưởng, dùng những thông tin tuyệt mật để làm hại bạn thì chắc chắn bạn hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Bài học trưởng thành đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng với thực tại nhiễu nhương, trắng đen lẫn lộn và những gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền thì tốt hơn hết chỉ nên đặt niềm tin vào bố mẹ bạn mà thôi. Bố mẹ là người đã dứt ruột đẻ ra, nặng lòng nuôi dưỡng chúng ta thì sẽ luôn mong mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các con. Nên thậm chí chúng ta đã đôi lần làm tổn thương họ thì họ vẫn rộng lòng tha thứ. Người dưng nước lã ngoài kia hay thậm chí cả anh em với nhau cũng không thể có được sự bao dung hay tấm lòng vị tha tương tự. Ai cũng có những vấn đề riêng của mình. Hãy thừa nhận sự thật rằng đôi lần bạn đã tự mang mình ra để so sánh với ai đó. Ví dụ, đều ở cùng độ tuổi, sao người này lại có được thứ này, người kia có được thứ kia, còn mình thì lại không. Bạn nên hiểu rằng tất cả những thứ gì chúng ta thấy chỉ là bề ngoài của sự việc mà thôi. Sự thật là ai cũng có những vấn đề riêng trong cuộc sống. Chúng ta không là họ nên không hiểu rằng họ đã phải đánh đổi những gì để có được hiện tại. Mà có khi nếu bạn hiểu được, bạn cũng không sẵn lòng để chấp nhận những thử thách như họ. Tại sao bạn gieo hạt na lại mong rằng nó mọc lên một cây đa to lừng lững? Tất cả đều có nhân quả. Vì vậy, thay vì ganh tị với người khác, bạn nên dành thời gian chăm chút cho con đường sự nghiệp của bản thân. Và bạn sẽ gặt hái quả ngọt tương xứng với công sức mình đã bỏ ra. Những mối quan hệ có thể giúp bạn tiến xa hơn. Chăm chỉ làm việc thôi chưa đủ. Vì chỉ khi cộng hưởng sức mạnh của nhiều người, nhiều yếu tố mới đủ nâng đôi cánh bạn bay cao, bay xa được. Vì thế, hãy cố gắng mở rộng mối quan hệ vì những kiến thức, kinh nghiệm của họ sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong cuộc sống. Hãy ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ, giao lưu với mọi người. Hãy cố gắng xây dựng những mối quan hệ bền vững. Tuy nhiên, bạn không thể ai cũng bắt chuyện, ai cũng làm quen và trở nên thân thiết ngay được. Hãy tập trung, dành thời gian vào một số mối quan hệ nhất định và dành thời gian tìm hiểu họ. Những người này không nhất thiết phải đảm nhiệm ở vị trí cao hay có thế lực. Đó có thể là đồng nghiệp, hàng xóm, người quen ở phòng gym. Dù là ai thì bạn cũng nên đến với họ bằng tấm lòng chân thành và bạn sẽ nhận lại được những gì xứng đáng. Loại người nào cũng có thể tồn tại. Đã bao lần bạn tự hỏi sao người này làm thế này, người kia làm thế kia? Chính cuộc sống muôn màu, muôn vẻ đã tạo nên những con người cũng muôn màu, muôn vẻ. Không ai giống ai cả và không phải ai cũng hoàn toàn tốt. Và chẳng phải ai cũng toàn sở hữu những điều xấu. Vì thế hãy chấp nhận sự thật rằng kiểu người nào cũng có thể tồn tại để bản thân cảm thấy đỡ bất ngờ, luống cuống trước một ai đó. Và nên nhận biết một số người hút hết năng lượng của bạn. Không nên kết giao vì họ có tác động tiêu cực lên cuộc sống của bạn. Vấn đề của bạn phải tự bạn giải quyết. Trước những khó khăn trong cuộc sống, có nhiều người chọn cách than thở, khóc lóc, nhưng điều đó chỉ càng làm họ cảm thấy bế tắc. Thậm chí, họ kể lể từ người này qua người khác để mong ai đó giúp đỡ, nhưng dường như không có câu trả lời nào đủ thỏa mãn họ. Hãy gạt nước mắt đi và nhớ rằng chỉ bạn có thể hiểu rõ chuyện của mình nhất. Vì thế, hãy xem việc kể lể chỉ là cách để giải tỏa tâm lý tạm thời. Còn việc ra quyết định tốt nhất chỉ có bạn mới là người có thể thực sự biết mình nên làm gì. Khi tự giải quyết
bạn cũng phải tự trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào do mình đưa ra. Dù đúng, dù sai, bạn cũng không có quyền đổ lỗi lên bất kỳ ai. Nên nhớ rằng, áp lực tạo nên kim cương. Nếu không chịu khó, chịu khổ được, thì chúng ta sẽ chỉ là những viên than đen nhánh trong nhà bếp, chứ không phải là món đồ trang sức đắt tiền. Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn. Những tình huống cần sự giúp đỡ nhưng bạn vẫn không nhận được sự hỗ trợ từ bất cứ ai thì hãy chớ vội oán trách. Hãy học cách tự đứng trên đôi chân của mình, vì không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn cả. Nếu họ giúp đỡ bạn, hãy trân trọng và bày tỏ lòng biết ơn. Hãy để sự hỗ trợ đó là tự nguyện, và nếu họ không giúp cũng không sao cả, vì họ có quyền chọn cách đối xử với bất cứ ai mà họ muốn. Cái gì cũng có hai mặt. Bất kể câu chuyện nào bạn từng nghe được qua báo chí, qua một người đồng nghiệp, một người hàng xóm, hãy tập thói quen đừng vội đưa ra nhận xét. Hãy thử đặt vai trò của mình trong câu chuyện của họ để thử hiểu tâm lý người ta đang diễn ra như thế nào. Nếu là bạn, trong hoàn cảnh đó, bạn có hành động như vậy không? Đó là chưa kể những gì mình mắt thấy tai nghe, tưởng là thế mà không phải thế. Vì thế, đừng vội tin những câu chuyện chỉ được nghe từ một phía. Đừng để những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội hay bất cứ bài báo nào dắt mũi bạn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ càng trước khi đặt niềm tin cũng như đưa ra quyết định. Làm người tốt không bao giờ thiệt thòi. Đã qua rồi cái thời sự lươn lẹo, danh ma trong kinh doanh để được đề cao. Giờ đây, sự chân thành và rõ ràng mới là cách mà người ta chọn để làm ăn lâu dài. Những gì bạn làm chỉ cần bạn biết, ông trời biết là đủ. Hãy là một người tốt, cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp bạn có giấc ngủ ngon trong bình yên. Còn điều quý giá hơn thế, vì mục tiêu giàu có của chúng ta cũng là để cuộc sống hiện tại hạnh phúc, thì tại sao không sống hạnh phúc ngay từ bây giờ? Cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Hãy thôi phàn nàn. Người này có thể có xuất phát điểm tốt hơn nên có bệ phóng tốt hơn mình. Vì vốn dĩ cuộc sống này không có sự công bằng. Vì không có sự công bằng này nên chúng ta thường xuyên phải cố gắng xem đó là mục tiêu để nỗ lực. Nếu biết chấp nhận thực tế này, chúng ta mới biết mình nên tập trung quay về cải thiện bản thân. Dù không dễ, nhưng chỉ cần nhận ra mình đang hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, hôm nay tiến bộ hơn hôm qua, cũng đủ để cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn rồi. Chỉ có bạn mới có thể khiến bản thân trở nên hạnh phúc. Đã bao giờ bạn thốt lên rằng, chỉ có anh ấy, cô ấy mới khiến tôi cảm thấy hạnh phúc? Đó là khi bạn tự buộc cảm xúc của mình vào một người khác, giao quá nhiều trọng trách cho đối phương trong khi không biết mọi thứ sẽ về đâu. Nếu bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình, thì hãy yên tâm là bạn sẽ thường xuyên nhận về sự thất vọng. Chỉ có bạn mới khiến bản thân bạn hạnh phúc. Nếu có họ, bạn sẽ thấy vui hơn. Nhưng nếu không có, thì cuộc sống vẫn diễn ra đều đều như những gì trước khi có họ. Hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình hàng ngày để cảm thấy yêu đời, yêu người hơn. Bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mình muốn. Bạn sẽ luôn muốn một thứ gì mình không có trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn, bạn sẽ lại muốn thêm cái khác nữa. Quan trọng là bạn nên cảm thấy hài lòng với những gì mình có để bớt cảm thấy căng thẳng. Người trưởng thành luôn phải trải qua rất nhiều cay đắng. Nhờ vậy, người trưởng thành luôn vững vàng đứng lên sau vấp ngã.